Xin chào tất cả các bạn nhé. Ở video trước thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn cách các bạn có thể dịch tất cả các ngôn ngữ ở ngay trên bàn phím trên các cái máy điện thoại iPhone khi các bạn dùng ứng dụng. Và cũng có nhiều bạn có đề cập là mình hướng dẫn ở trên điện thoại Android. Vậy thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, những bạn nào đang dùng điện thoại Android, các bạn có thể dịch các cái ngôn ngữ trực tiếp khi các bạn dùng ứng dụng, ví dụ như là Zalo hoặc Messenger trên điện thoại Android nhé. Rồi, về cơ bản cách sử dụng nó cũng không khác gì ở trên các bạn sử dụng điện thoại iPhone để các bạn dịch các ngôn ngữ. Thì nếu máy điện thoại Android của bạn nào chưa tích hợp cái bàn phím Gboard của Google ấy, thì các bạn hãy lên cửa hàng CS Play nhé. Các bạn cũng tìm và tải cho mình, các bạn gõ là Gboard bàn phím Google. Thì ở điện thoại của mình đây đã tích hợp sẵn cái tính năng tức là cái bàn phím Gboard rồi, nên là mình không cần phải tải. Rồi, nếu bạn nào thích cập nhật thì các bạn có thể chọn cập nhật thôi. Rồi, bây giờ các bạn chỉ việc vào ứng dụng Zalo hoặc là ứng dụng Messenger ở trên điện thoại của các bạn ấy. Các bạn vào thôi. Còn khi mà các bạn điện thoại của bạn chưa tích hợp ấy thì các bạn sẽ tải về và các bạn chọn. Đó, các bạn chọn vào, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào phần cài đặt này. Các bạn tìm đến mục là bàn phím nhé. Đấy, như tùy theo cái sắp xếp của từng điện thoại, các bạn chọn ngôn ngữ và bàn phím này của mình là ngôn ngữ và nhập liệu ấy. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái phần bàn phím này. Đấy, thì các bạn sẽ chọn bàn phím này. Thì các bạn sẽ thấy rằng nếu mà các bạn đang ở cái bàn phím khác thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái bàn phím Gboard. Và các bạn tắt như này, các bạn hãy bật lên cho cấp cho các cái phần vào trong cái phần bàn phím nhé. Rồi, đấy, thì đơn giản như thế thôi. Các bạn cứ mở lên và các bạn làm theo hướng dẫn trên cái phần giao diện của cái bàn phím Gboard là được. Sau khi các bạn cài và tải xong và cài xong ấy, thì các bạn sẽ vào để các bạn nhắn tin và các bạn dịch các ngôn ngữ trên các cái app. Ví dụ như mình vào ứng dụng Zalo trước này, mình nhắn tin cho các bạn ở trên Zalo này. Đấy. Và bây giờ nhé, thì đây chính là cái giao diện ở trên cái phần bàn phím Gboard khi các bạn dùng. Đó. Thì để mà dịch ấy, thì các bạn nó hơi khác ở trên điện thoại iPhone một chút, thì các bạn sẽ nhìn vào cái phần ba chấm này này, đó, cái phần ba chấm ở bàn phím này, các bạn chọn vào. Đấy, nó sẽ có cái phần là dịch ở đây nhé, các bạn chọn vào đây này, chữ dịch ở dưới này, các bạn chọn vào dịch này. Rồi, cũng tương tự các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là ngôn ngữ. Các bạn, ví dụ như các bạn đang dùng tiếng Việt để các bạn dịch sang tiếng Anh. Đây, mình sẽ chọn tiếng Việt này. Đây, tiếng Việt này. Đó, tiếp tục này, các bạn chọn lại này. Tiếng Việt sang tiếng Anh nhé, đó, các bạn nhìn chưa, đây này. Và bây giờ mình sẽ viết một cái đoạn văn bản này, hôm nay bạn có khỏe không nhé. À thôi, sáng ngày mai này, bạn có đi làm không nhé? Không, cho này, mình đi với. Đó, sáng ngày mai bạn có đi làm không, cho mình đi với. Thì ngay lập tức các cái phần dịch nó sẽ được hiển thị, cái nội dung dịch, văn bản dịch sẽ hiển thị ở ngay trên cái phần tin nhắn của các bạn. Rồi, bây giờ các bạn chỉ việc nhấn gửi đi. Đấy. Và các bạn check lại xem có lỗi hay là cần sửa chính tả không. Còn không thì các bạn đây này, dịch các bạn chỉ việc gửi đi thôi, rất là nhàn nhá. Cũng tương tự như vậy, các bạn cũng có thể chọn phát hiện ngôn ngữ này, các bạn dịch từ các cái ngôn ngữ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại nhé. Đây, các bạn chọn ngược lại thì các bạn chỉ việc nhấn cái nút ở giữa này thay đổi lại nhé. Đấy. Rồi. Và các bạn tiếp tục này, các bạn muốn dịch sang tiếng nào thì các bạn cũng có thể chọn cái phần đầu và các cái ngôn ngữ cần dịch. Rất là đơn giản thôi. Đó, các bạn áp dụng và đây là các cái phần ở trên điện thoại Android. Trên ứng dụng Messenger cũng thực hiện giống hệt thôi, không khác gì đâu. Các bạn cũng vào phần nhắn tin này, các bạn chọn cho mình là dấu ba chấm này và chọn dịch nhé, tiếng Việt sang tiếng Anh này. Đó, bạn thế nào nhé, bạn ổn không này, mình sẽ dịch một câu tiếng Việt sang câu tiếng Anh, bạn ổn không đấy, you ok. Đó, các bạn sẽ gửi này. Đấy, cực kỳ đơn giản nhé và nhanh. Các bạn có thể nói chuyện với những người nước ngoài mà các bạn không cần phải tải app gì, hoặc là các bạn không cần phải tra cứu từ điển nhiều, thì các bạn có thể dịch trực tiếp ở trên cái bàn phím của Google này để các bạn có thể áp dụng nhé. Vậy là cả trên hai nền tảng này,
điện thoại iPhone, iOS và Android mình đã để hướng dẫn cho các bạn. Và trong video này mình hướng dẫn cho các bạn những bạn nào mà đang dùng Android dịch các cái ngôn ngữ ở ngay trên điện thoại khi các bạn dùng ứng dụng Zalo, Messenger một cách cực kỳ dễ dàng khi các bạn sử dụng nhắn tin với bạn bè nhé. Và đừng quên, nếu thấy video hay, hữu ích thì các bạn nhớ ủng hộ mình một nút like. Và đừng quên, các bạn nào chưa đăng ký kênh cũng như là đầu tiên cái kênh của mình thì ủng hộ mình một nút đăng ký kênh và bấm hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mình ra hàng ngày nhé.